Nhiều người dân tại khu vực xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ thảm án khiến 3 người chết vào rạng sáng ngày 13 tháng 8. Qua quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa, 31 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, khai nhận Khoa là chồng sau của nạn nhân Đinh Thị Ngọc Ngân, 24 tuổi và về ở rể bên gia đình vợ khoảng 2 năm nhưng chưa có con chung. Trong những tháng gần đây, hai vợ chồng thường xuyên lục đục do Khoa ghen tuông, nghĩ rằng chị Ngân có bạn trai khác, đồng thời gia đình vợ còn ép ly hôn. Vì quá bực tức và cho rằng bị phản bội, Khoa đã dùng dây siết cổ chị Ngân đến chết. Chưa hết, đối tượng còn tàn nhẫn giết chết cả mẹ vợ là bà Lê Thị Hoa, 44 tuổi và con riêng của vợ là cháu Phan Ngọc Anh, 5 tuổi. Sau khi gây thảm án, đối tượng đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn nhưng không thành và bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó. Sự việc đau lòng của gia đình chị Ngân không phải là tình huống cá biệt trong thời gian gần đây tại các tỉnh miền Tây. Theo các chuyên gia tâm lý, những vụ án giết người do ghen tuông thường bộc phát nhưng cũng là hệ quả của nhiều mâu thuẫn tích tụ từ trước. Vào ngày 6 tháng 8, người dân tại ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau kinh hãi khi chứng kiến vụ cháy tại nhà bà Nguyễn Mỹ Hương. Nghe tiếng kêu cứu của phụ nữ và trẻ con phát ra từ bên trong, người dân xung quanh khẩn trương dập lửa nhưng không thể cứu được họ. Nạn nhân được xác định là hai mẹ con chị Nguyễn Thị Bảo Kiếm, 30 tuổi và cháu Liêu Nguyễn Gia Đạt, 11 tháng tuổi. Chị Nguyễn Thị Bảo Trân, 22 tuổi bị thương nặng. Kẻ phóng hỏa chính là chồng của chị Nguyễn Thị Bảo Trân. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai vì mâu thuẫn trong tình cảm cá nhân và trong cuộc sống nên y đã sinh lòng thù tức, quyết tâm trả thù. Nghe là la lên. La lên thì tôi chạy, tôi tung cửa ra thì tôi đi ra tới nhà mồ thì thấy bà chết, tôi chạy tới rồi tôi mới bọc đó thì bắt đầu nó chạy cái dao thẳng thì tôi nói tính lên xe tôi chàng hãng như đây thì bắt đầu nó gượt tôi cái tôi chạy vô nó phúng xuống xuống xong rồi là nó chồn đi luôn đó. Thì tôi mới vô nhà, tôi đi vòng cửa sau vô, tôi mấy là thấy nhà tối hù. À, tôi xác định là chị vợ tôi ngủ ở đó, tại thường ngày bác ngủ ở đó. Tôi vô thì tôi nghe cái quạt máy, rồi tôi mới tạt xăng, tôi châm quẹt. Châm một quẹt thì bên đây nó phật xăng thì tôi mới chạy vòng rồi cửa sau. Ngoài những mối thù tức tích tụ lâu ngày, đôi khi án mạng còn xảy ra một cách bột phát. Câu chuyện xảy ra vào giữa tháng 10 năm 2018 tại địa bàn phường 5, thành phố Bạc Liêu khiến mọi người phải suy ngẫm. Đối tượng Tăng Văn Tính cùng vợ là chị Triệu Thị Hoài Phương chuẩn bị hàng hóa mang ra chợ bán. Lúc này, chị Phương than phiền với Tính về chuyện làm ăn. Nghĩ là vợ mình không còn yêu thương nên mới than phiền. Tính nảy sinh ghen tuông và dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Phương khiến chị Phương tử vong. Vụ án này có thể xem là điển hình của việc không có động cơ từ trước mà chỉ vì nóng giận tức thời mà gây ra sự việc đáng tiếc. Trong tình yêu thì việc chia tay xảy ra vô cùng phổ biến và cả tỷ người trên thế gian này đều đã gặm nhấm cái nỗi đau đó. Và trong số những người đã từng bị chia tay thì đã có những người quay ngược trở lại để trả thù người tình của mình. Một phần nguyên nhân là do chính bản thân của họ và một phần nguyên nhân khác đôi khi cũng là do cách chia tay không đúng. Những trường hợp gần đây chúng ta thấy là việc bắn nát mặt người yêu hoặc thậm chí là tẩm xăng dầu để đốt cháy người yêu. Rồi thậm chí có những vụ giết người rồi phân người yêu ra thành nhiều khúc, vân vân, thảm sát cả nhà của người yêu vì hận tình. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy trong tình yêu, một khi đã bước vào trong lãnh địa đó, chúng ta cũng cần phải học cách chia tay. Thứ nhất, làm sao để cho an toàn cho chính bản thân mình. Thứ hai, làm sao để bớt gây tổn thương cho người khác. Để đấu tranh có hiệu quả, hạn chế loại tội phạm này, xã hội cần phải làm gì? Sau đây là ý kiến của cơ quan chức năng. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải có ý thức. Ví dụ như mình là người chủ gia đình thì mình phải có cái suy nghĩ cho nó chín chắn để chủ động đối phó được những cái giải quyết cái mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, tự dàn xếp. Còn nếu như chúng ta thấy rằng tự không dàn xếp được thì chúng ta cũng phải nhờ tư vấn để làm như thế nào để người ta có cái định hướng cho mình tự hòa giải gia đình mình để sợ tránh cái tình trạng xung đột xảy ra. Cái thứ hai nữa là đối với những người hàng xóm mà nghe xích mích thì cũng phải có trách nhiệm lẫn nhau trong việc khuyên răn, đồng thời cũng phải có cái hướng dẫn để cho cái người mà bên cạnh mình họ hiểu, nhận thức đúng pháp luật. Có thể nói, tìm một biện pháp để phòng ngừa những vụ án mạng xuất phát từ những nguyên nhân xã hội là rất khó. Nếu có cũng rất khó để áp dụng, bởi đã mang tính bộc phát thì không có biện pháp nào là chuẩn. Việc mọi người tự rút ra cho mình một bài học để tự kiềm chế, ứng xử đúng mực, tránh rơi vào trạng thái bộc phát, gây ra những hậu quả khôn lường cho người khác, cũng như cho chính bản thân mình, có lẽ là điều cần phải được đặt lên hàng đầu.